quá quá chạy ra chạy ra quá hai con đi nó xuống nước chạy đâu à chạy đâu à anh ừ. Đẹp trai nó khác mày có hôm nào đẹp trai đâu không cỡ không quay vô rùa đừng quay mặt mình nữa mình quên xấu quay gì nữa đây đây giới thiệu anh em rùa nuôi quen đây đây rùa nuôi quen này nuôi chắc là tầm 500 năm gì vậy hầu mua chip nha mình nuôi lâu vậy rồi hả lâu quá 6 năm rồi sao hồi ở trên Sài Gòn á 6 năm rồi nay nó đang lọt gió này lại là gần gần này là con này là bữa mới đem Sài Gòn về luôn quay gần gần này nó đang lọt gió này hả đang lọt gió nó lớn á nó kiểu như động vật ấy mà hoặc bò sát rồi mà tôi biết động vật bò sát luôn bay hiện sư học sinh mấy điểm vậy nói luôn luôn là ai đều biết thỏ đầu ra coi giờ quay quá nó sợ nó đeo thò ra con này hiền lắm con này hiền lắm bác hai anh kia ra nữa má ông bà con này hiền lắm bác hai anh kia ra nào đó bữa trước có con khum bôn to như này à để nói bé út đi mua nải chuối nữa hai con này nó về ôm hai con này nó lười lắm chạy ra mà nè con này là dạng tay đó rồi đó sau đó nuôi lâu con này cũng tầm đây nè mà nó lớn này lớn nó nuôi chậm con này kiểu chắc nuôi chậm á con bò xuống chị đó này sợ bên này sợ hôm qua nó lầm cái tay tao liền nó hung như quỷ con đi nó hung lắm được kén quá con đi nó hiểu không chạy mấy đứa tổ chức giải chạy đua rùa chạy đua bữa nay chắc quay video tổ chức hai con rùa đua quá quá chạy ra chạy ra quá hai con đi nó xuống nước chạy đâu à anh ông bà nó đốt nữa chứ đừng cắn nha giờ bỏ đi qua chị mất tiêu luôn à đi qua kia mấy đứa nhỏ ba con đây được hết à hai con đi nhỏ hơn con kia lớn hơn con già hơn già hơn mình chín chắn hơn không nằm im hai kia nhỏ nhoi 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 không rồi để giống mặt chú để nó chạy á nó tuyến tập em yêu động vật à ủa con này ăn gì con rùa vàng ăn gì con này na núi na ở cạn ăn ấy trái cây không à còn hai kia còn mấy con đây là ở dưới nước đây rùa nước hai loại mà rùa nước với rùa nước cạn mà hai con này thì chắc cái tên nấy chuối nữa ngon âm xong cái anh em làm lít nữa mày bà yêu động vật ra mà em yêu động vật em yêu nhưng mà ấy là bón đầu em còn yêu hơn nữa loại nước này, loại rùa này, đây loại rùa sống ở dưới nước này. Trên cạn cũng được nhưng mà nó sống ở dưới nước là chính. Hai con đấy ăn gì? Ăn tạp à? Hai con đang tạp, ăn thịt, ăn cá tôm gì đấy nó ăn đủ rồi. Là mình cho nó ăn cua gì? Ăn đâu cũng được. Ê cứ, hiện tại mình cho nó ăn gì? Cứ thịt cá có tôm nữa. Anh nó lọt cái đầu ra kìa. Cua đấy. Cua phải như rùa là phải như vậy nè, người ta mới gọi là rùa tục đầu. Con này muốn còn đây là nó sống trên cạn ăn ấy mà nó hiền lắm. Quá trời nó ăn đói không à, nó ăn rau quá củ chọt chọt cho nó lòi ra đâu ra hiểu khô ơi cho chị đua tôi chức dễ chị đua rồi chị đua thôi vậy nha video cho anh em coi ba con rùa rồi được rồi còn cái chết mà rồi bể mẹ cái châm rồi bác con kỳ đà ra được không ô kỳ đà nó hung lắm à lớn nó tạp nó tắp mất cái hả được quay đấy được cho con ừ vậy hôm qua hơn chứ hôm qua tao lấy ra là nó lụm tao luôn rồi không cho mình, mình nuôi mình hôm qua chăm nó kỹ chứ chăm nó nhiều là nó hiền ấm được con này mà cho nó ăn gì con bắt thịt con cá nữa con này hồi xưa nhớ con này xào xả thôi thêm chớ nữa đi ớt đây ba một cây ớt nè cây nhức nách quá trời ớt luôn bây giờ mình bứt lùm xá nữa đây này cây đây nè đứa cây gì đây không ôi ba cây này mà gì cũng biết cây đó này cây đó ở tao kêu cây dâu cây dâu ừ dâu rừng hả dâu rừng nhìn biết rồi nhìn lá biết rồi cây chua đầy trái con này được hai thùng ngon quay đẹp quay đi anh quay cái đẹp quay đi quay gà hư trời ơi gà hư gì hư mới cho vô nầu chứ mấy anh đây là mình cứ xào xả ớt nấu cà ri luộc chấm muối ớt các kiểu review được nhiêu đấy được à.